này. Đấy, cá lòng này thì đã qua xử lý quạt cho nó bay hết cái mịn này, để em đưa nước muối vào em ngâm để cho nó diệt khuẩn đi được các bác. Xin chào các bác nha. Hôm nay thì em lại tiếp tục đi lắp cái lọc nước đá vôi cho hợp tác xã Yên Lâm các bác ạ. Thì ở đây các bác dùng để lọc nước nuôi lươn và nuôi trạch đồng các bác. Thì các bác sẽ xây trong cái nhà kính kia, và hiện nay là em đã sang rồi, sẽ vào tiến hành để lắp cái hệ thống lọc cho các bác. Ở đây các bác, ở đây là các bác làm ba cái bể nuôi. Thì hiện nay thì ở cái bể kia là cái bể chứa nước các bác ạ. Và cái nước nó đang bị nhiễm đá vôi, thì hiện nay là các bác chưa vào con giống được. Cho nên là các bác sẽ lắp tạm thử một cây để xem nó cái chất lượng nước nó lọc đá vôi như thế nào. Khi mà ổn định thì các bác sẽ lắp thêm vài cây nữa. Thì ở đây thì hôm nay thì em sang lắp thử cho bác một cây để các bác kiểm tra. Bởi vì ở xa thì cũng tư vấn cho các bác rồi, nhưng mà các bác muốn thử một cây xem thế nào, sau đó mình sẽ làm cái hệ thống lọc đá vôi lớn đó. Thì hôm nay cũng sang lắp và quay lại cho các bác xem. Ở đây là các cái bể đây các bác, bể, và các bác thấy cái đường ống này, nó ống chạy qua đây là cái đường ống sục khí nhá. Thì ở đây là các bác thấy là có một cái máy bơm này là máy bơm tạo oxy các bác này. Đấy, còn ở giữa kia là cái đường ống xả đáy, xả cặn. Các bác thấy là cái nước này, nước các bác bơm giữ vào đó, cái đá vôi nó đóng trắng cái bạt đó, các bác thấy không? Đấy, cái cặn đá vôi nó đóng vào cái bạt trắng rồi đó. Đó các bác thấy. Bây giờ sẽ lắp để cho các bác bơm lọc thử. Thì các bác lọc các bác dùng thử, thì nếu được thì bữa sau các bác sẽ đánh xe sang nhà và lấy thêm cái hệ thống lọc đá vôi. Thì hôm nay lắp tạm một cây được các bác. Còn cái hệ thống này mà lắp một cây thì nó sẽ không chịu được tải đâu, bởi vì nó nhiều nước quá. Thì mình lắp một cây á, lưu lượng nước thì ví dụ bình quân thì cứ một khối một giờ để mà lọc 24 tiếng, đến 24 tiếng thì cái quá trình mà thời gian nó mình đưa dung dịch vào mình hoàn nghìn rất chi là nhiều. Thì các bác thấy ở đây là các chú nó đã làm một cái bồn tân á các bác, và lắp qua hệ thống lọc. Nhưng mà cái bồn tân á này các chú lọc nhưng mà nó không hết được cái đá vôi các bác. Dù là các chú bủa cái cát nó to, cái vật liệu nó to quá thứ nhất. Và thứ hai nữa là các chú bủa cái cát thầy anh nữa. Mà cái nước này là nó không bị nhiễm sắt mà nó chỉ bị nhiễm cái đá vôi thôi. Cho nên là các chú bủa các cái hệ thống, ví dụ như cái vật liệu ở trong này nó không lọc giảm đi được cái đá vôi. Đấy. Cho nên là bây giờ là em sẽ chua nước nó chảy xuống qua cái hệ thống cây lọc này tạm thời cho các chú nhé. Và nó chảy lên thì các chú lấy nước sử dụng tạm, bữa sau á các chú sẽ lắp thêm một số cây hạt cà tiêu ở đây nữa. Thì ở đây là sẽ lắp tạm cho chú một cây thôi. Thì ở kia là cái cây lọc tổng đầu nguồn, là cái cây lọc nhiễm sắt thì em đã đổ vật liệu rồi. Còn cái hạt cà tiêu á là em điền xuống đây em mới đổ các bạn. Thì ở đây là cái giếng khoan công nghiệp đây. Các bác bơm máy hòa tiễn lên và đang xả nước ra các bác. Nước rất chi là trong nhé, không có mùi. Không biết là đây là các bác thiếu cái sự tư vấn của ai thì làm, có làm được cái bể lọc này để lọc cái đá vôi các bác. Nhưng mà cái đá vôi này mình phải lọc bằng hạt cà tiêu thì nó mới hết được. Hoặc là mình đưa qua hệ thống sung từ á. Thì hiện nay là lọc tạm cái cà tiêu này cho các chú đó. Thì bữa sau nếu được thì các chú sẽ lấy thêm cái hệ thống cà tiêu nữa về lọc các bác. Đây các bác, đây là cái sủi lọc thì em sẽ bủa vào. Đây là cái cây lọc cà tiêu các bác nhá. Thì ở kia là hai bì hạt cà tiêu của anh loại tốt các bác. Và đây là cái sủi thì mình bủa 11 cân sủi vào các bác. Bố đổ sủi vào đi. Thì khi mà đổ cái lọc nước đã vôi á thì bác cứ đổ theo cái công thức mà em hướng dẫn này. Đây là cái sủi lọc các bác này. Đây. Đây cái sủi này thì các bác chỉ lấy cái hạt nó như cái hạt gạo, hạt lúa, hạt ngô hoặc hạt đậu tương của mình thôi nhá. Đây bố đang đổ cái sủi đây. Hôm nay đi quên không đem cái phễu đi các bác. Nên đổ là nó khó. Cái sủi này nó rơi vào 11 cân các bác nhá.
Đây sau khi đổ hết cái sủi thì tôi sẽ đổ cái cát lọc này vào các bác nhé. Đây là cái phần cát lọc này. Đấy, cát lọc này thì đã qua xử lý quạt cho nó bay hết cái mịn này, để em đưa nước muối vào em ngâm để cho nó diệt khuẩn đi rồi các bác. Đấy, sẽ đổ lên cái cát đó. Thì cái cát này các bác có thể là tùy cái hạt cao tiêu hơn các bác đổ nhiều hay ít. Thì ở đây là em đổ 25kg cát các bác. Đây xong đổ xong cái cát thì đang đổ cái hạt cà tiêu vào cái lọc các bác nhé. Có đổ vô vội quá đi. Bố mịn nó không lọc được. Đây là các bác thấy em lắp xong rồi đây các bác. Đây là cái đường nước ra của cái bể xanh này nha. Này. Thì ở đây là các bác thấy em làm một cái T27 này. Một đường lề em để như thế này á để cho anh lọc tự do. Đấy, bình thường thì anh cứ lọc tự do như thế này. Nhưng mà khi nào cần cái lưu lượng nước nhiều các bác thì mình sẽ khóa cái khóa này lại. Khóa này mình khóa lại này. Xong mình cắm cái máy bơm này. Thì cái máy bơm nó sẽ hút nước, nó đẩy qua cái lọc thì cái lưu lượng nước nó sẽ mạnh lên các bác nha. Còn bình thường á thì mình sẽ để cho nó lọc tự do đây, bởi vì trong cái bể chứa của anh kia là nó lớn mà. Thì cái này nó cứ lọc như vậy, nó chạy rích rắc cả ngày như vậy cho anh ấy thì nó sẽ đỡ tốn cái tiền điện máy bơm này các bác. Còn ví dụ như mà những lúc mà anh cần nhiều nước á thì mình phải sục giữ, mình phải bơm bằng cái máy bơm này thôi. Đây là cái lưu lượng nước mà nó chảy qua cái cation này, cái hạt cation nó nhũ con bí cho nên là cái lưu lượng nước mà cho nó chảy từ ruộng nó chậm các bạn. Thì ở cái cây lọc đôi này thì em chế sục giữa cho các bác nhiều rồi. Thì các bác có thể vào tham khảo những cái video mà khi mà em sục giữa cây lọc này cho khách nha các bác. Thì đây là cái toàn bộ cái mô hình lắp cho anh. Và đây là bố em đang gõ cái cây lọc đá vôi, dùng hạt cation cho nó đến lại. Để mình châm thêm cái hạt cation vào để cho nó lọc được kỹ hơn. Và ở đây thì các bác thấy cái lưu lượng nước nó chảy ra rất bình thường. Thì cái lưu lượng nước đó là em đang để nó lọc tự do, bởi vì cái bể nó không cao hơn cái hệ thống cây lọc là bao nhiêu. Thì khi mà mình dùng máy bơm á thì nước nó sẽ mạnh hơn nhiều các bác nhé.